Đây là căn hộ 2 phòng ngủ có thiết kế được nhiều khách hàng ưa thích nhất tại chung cư Moonlight 1 thuộc dự án An Lạc Green Symphony. Về không gian sinh hoạt chung thì chúng ta sẽ có khu vực bàn ăn và phòng khách với một lô da lấy ánh sáng và một nhà vệ sinh chung của căn hộ. Đến với phòng ngủ master sẽ được bố trí một nhà vệ sinh cùng với đó là hệ thống tủ âm tường tạo không gian rộng rãi và thoải mái. Khu vực làm việc hay đọc sách được bố trí lấy ánh sáng tự nhiên giúp bạn thư thái, tập trung, đạt hiệu quả cao trong công việc. Phòng ngủ phụ cũng được thiết kế hệ cửa kính rộng lấy tối đa ánh sáng. Đây là một điểm rất tốt cho sức khỏe. Về bếp thì được bố trí tại một khu vực riêng biệt với phòng khách. Đây là một điểm mà khách hàng rất ưa thích. Ngoài ra khu vực bếp sẽ có một lô gia thứ hai rất rộng để phơi đồ hoặc để những vật dụng cần thiết như máy hút bụi, chổi lau nhà. Điểm đặc biệt là tất cả các căn ở đây đều có hai lô gia riêng biệt, lô gia phòng khách. Và lô gia phòng bếp. Nhiều anh chị cứ hỏi thế hai ngủ cộng một là gì? Thì nó là đây, một phòng đa năng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng vẫn đề co thoải mái thành phòng ngủ thứ ba hay phòng đọc sách tùy theo mục đích sử dụng. Ngoại trừ hai nhà vệ sinh được chủ đầu tư bàn giao full thiết bị thì chủ đầu tư còn bàn giao cả tủ bếp và điều hòa cho anh chị. Đây là tòa chung cư đầu tiên trong tổng số 21 tòa chung cư được chủ đầu tư xây dựng trong khu đô thị 5 sao An Lạc Green Symphony, cách Mỹ Đình chỉ khoảng 10 phút lái xe. Với đầy đủ các tiện ích 5 sao và được quản lý vận hành bởi CBRE. Hiện tại chủ đầu tư đã xây dựng đến tầng 19 trong tổng số 21 tầng và dự kiến bàn giao cho anh chị vào cuối năm 2023. Để sở hữu một căn hộ tại đây, anh chị chỉ cần bỏ ra khoảng 1 tỷ, số còn lại chủ đầu tư sẽ hỗ trợ cho anh chị vay ngân hàng 65% với lãi suất 0% trong vòng 18 tháng và ân hạn nợ gốc. Ngoài ra chính sách chiết khấu cũng lên đến 15%, thêm tiền nữa anh chị còn được tặng một gói Smart Home trị giá 35 triệu và miễn phí 2 năm phí quản lý vận hành. Nếu anh chị đang quan tâm đến tòa chung cư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.